Thưa quý vị, năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ khối lớp 1. Tuy học sinh tiểu học Đà Nẵng chưa thể đến trường trong 2 tuần đầu tiên của năm học mới, nhưng các trường học đã tích cực kết nối với học sinh, ưu tiên nguồn lực triển khai chương trình. 2 tuần ở nhà học trực tuyến, con anh Trần Thanh Vân, học sinh lớp 1 trường tiểu học Ngô Mây, quận Sơn Trà, đã bước đầu làm quen với bạn bè trường lớp qua các công cụ dạy học online. Bộ sách giáo khoa mới cũng tạo nhiều hứng thú cho con trong quá trình học tập. Năm nay thì nhà trường Ngô Mây con tôi là được học một bộ sách mới. Thì gia đình cũng theo hướng dẫn của trường, trường hướng dẫn rất cụ thể. Gia đình đã mua đầy đủ sách vở về và cũng cho cháu làm quen. Chúng tôi thấy là sách cũng in đẹp, hình ảnh đẹp mà nội dung tốt. Hy vọng là các con sẽ có một năm học rất là tốt. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1 thực hiện dạy học 2 buổi một ngày. So với chương trình hiện hành, chương trình mới có ít môn học hơn và lần đầu tiên hoạt động trải nghiệm trở thành nội dung giáo dục bắt buộc trong nhà trường. Những ngày học sinh chưa thể đến trường, giáo viên lớp 1 đã triển khai tuần lễ làm quen cho học sinh, điều chỉnh kế hoạch, nội dung phù hợp, soạn bài dạy học trực tuyến, chú trọng đến học, viết và tính toán cho học sinh. Tôi là đã thiết lập cái danh sách lớp qua nhóm Zalo của lớp để liên hệ với phụ huynh học sinh và hướng dẫn trong cái tuần đầu tiên, hướng dẫn cho các em cái nề nếp cũng như là một số cái nội quy, các cách thức để các em học bắt đầu lớp 1. Đến nay, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020-2021 theo danh mục quy định. Các quận huyện đã tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất để đủ phòng học theo lộ trình thực hiện chương trình ở cấp tiểu học, ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi một ngày trong năm học 2020-2021. Thì năm học này, chúng tôi được Ủy ban dân quận hỗ trợ 12 tỷ để mua sắm các cái trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy học như là TV, màn hình chiếu, hệ thống âm thanh ngoài trời, rồi bàn ghế và các cái phương tiện thiết bị khác phục vụ trong các phòng bộ môn và phòng chức năng. Ngoài ra thì đối với chương trình lớp 1 thì chúng tôi cũng được Ủy ban nhân thành phố, Sở Giáo dục hỗ trợ toàn bộ cái đồ dùng dạy học, cái trang thiết bị phục vụ cho việc thay đổi sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Vào đầu tuần tới, ngày 21 tháng 9, học sinh tiểu học của thành phố Đà Nẵng sẽ trở lại trường học. Với sự chuẩn bị kỹ càng từ ngành giáo dục thành phố, chương trình giáo dục phổ thông mới đang mang đến hy vọng về một thế hệ học sinh được phát triển toàn diện về năng lực, hướng đến là những công dân toàn cầu trong tương lai.